Ngày hôm qua 1 tháng 1, đội cảnh sát hình sự công an quận Thanh Khê thành phố Đà Nẵng cho biết đã tiến hành làm rõ, truy xét và bắt giữ nhóm đối tượng gây rối trật tự công cộng là thủ phạm gây ra vụ hỗn chiến tại ngã ba Nguyễn Tri Phương, Phạm Văn Nghị vào chiều ngày 26 tháng 12 năm 2020 vừa qua. Theo đó, mâu thuẫn tiền bạc giữa Trần Văn Phước, 30 tuổi, trú phường An Khê, quận Thanh Khê, và Phạm Thanh, 25 tuổi, trú phường Hải Châu 2, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, nên vào chiều ngày 26 tháng 12 năm 2020, Phước hẹn Thanh đến một quán cà phê tại đường Trần Xuân Lê để giải quyết. Không tìm được hướng tháo gỡ mâu thuẫn, cả hai nhóm quyết định chuẩn bị hung khí và hẹn tại ngã ba Phạm Văn Nghị và Nguyễn Tri Phương để giải quyết. Hơn 20 người đã cùng xông vào đánh chém lẫn nhau và chỉ khi nghe tiếng súng thì hai nhóm tự động giải tán. Tiếp nhận thông tin công an quận Thanh Khê đã khẩn trương vào cuộc và ngay lập tức xác định được các thanh niên thuộc nhóm của Phạm Thanh và Trần Văn Phước. Vật chứng thu giữ gồm một ô tô và 22 cây mã tấu, dao tự tạo, dao phong lượng dùng để hỗn chiến. Đến thời điểm hiện tại, công an quận Thanh Khê đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bảy bị can, trong đó có Trần Văn Phước và Phạm Thanh đang lẫn trốn, đồng thời kêu gọi các đối tượng có liên quan còn lại sớm ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.